Xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Cuộc sống 24 giờ của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, bản tin ngày hôm nay, 24 tháng 12 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Trong chuyên mục Tin sáng, Tổng cục Thủy lợi Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn khẳng định việc xây dựng đê bao tràn lan tại đồng bằng sông Cửu Long chính là nguyên nhân làm gia tăng mức độ nguy hiểm của lũ. Nông nghiệp công nghệ cao, nông dân cần liên kết với doanh nghiệp. Trong chuyên mục câu chuyện buổi sáng, phóng viên VTC tham gia một cuộc đột kích của lực lượng liên ngành kiểm tra gà lậu. Một hoạt động cho thấy việc kiểm tra đột xuất không phải là giải pháp cho việc ngăn chặn thực phẩm bẩn hiện nay. Cùng đến với chuyên mục cuộc sống bốn phương, Trung Quốc tiếp tục đối mặt với tình trạng tuyết rơi dày. Người dân Cuba tưng bừng đón Giáng sinh. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại một trong những sự kiện đáng chú ý nhất diễn ra vào ngày hôm qua. Ngày hôm qua, ngày 23 tháng 12 tại tỉnh Sơn La, nhà máy thủy điện Sơn La đã chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu quá trình gần một thập kỷ dồn tâm dồn lực xây dựng nhà máy và di dân tái định cư. Đây cũng là công trình thủy điện lớn nhất của cả nước và khu vực Đông Nam Á hiện nay. Thủy điện Sơn La được khởi công năm 2005 trên địa bàn xã Ít Ong, huyện Mường La. Dự án có công suất 2.400 MW, bao gồm 6 tổ máy với tổng mức đầu tư 60.000 tỷ đồng. Đây là dự án trọng điểm quốc gia được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư và quy mô dự án với mục tiêu hoàn thành toàn bộ công trình vào năm 2015. Sau 7 năm thi công xây dựng, công trình Thủy điện Sơn La đi vào hoạt động vượt trước 3 năm. Công trình Thủy điện Sơn La đi vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng cả về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, tạo thêm nguồn điện, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, thực hiện chức năng chống lũ và cung cấp nước tưới tiêu cho hạ du, đồng thời thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của 3 tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu cũng như toàn bộ khu vực Tây Bắc, từng bước tạo ra sự phát triển kinh tế cân đối giữa các vùng miền trong cả nước. Công trình Thủy điện Sơn La hoàn thành đạt các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra và đã vượt trước thời hạn, đã đem lại những lợi ích lớn lao cho đất nước. Với sản lượng trên 10 tỷ kWh điện năm, theo giá bình quân hiện nay, doanh thu một năm khoảng 15.000 tỷ đồng, 3 năm vượt trước thời hạn, tính ra là khoảng 45.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng công trình này nộp ngân sách cho tỉnh Sơn La bình quân mỗi năm khoảng 1.000 tỷ đồng. Theo tính toán, mỗi năm nhà máy thủy điện Sơn La sẽ cung cấp hơn 10 tỷ kWh điện, tương đương với giá trị 500 triệu đô la Mỹ một năm, tiết kiệm 5 triệu tấn than một năm. Việc vượt trước tiến độ 3 năm đã làm lợi cho đất nước 1,5 tỷ đô la Mỹ. Để có thể hoàn thành công trình trước thời hạn mà Quốc hội đã đặt ra đến 3 năm, phải kể đến tinh thần ủng hộ, thực hiện di rời đến tái định cư ở nơi ở mới, nhưng mặt bằng xây dựng cho công trình của bà con các dân tộc trên địa bàn 3 tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu. Bên cạnh đó còn phải kể đến nỗ lực của các đơn vị thi công đã có tiến bộ vượt bậc trong công tác quản lý và thiết kế, đã đưa những công nghệ tiên tiến xây dựng công trình thủy điện của thế giới ứng dụng trong công trình Thủy điện Sơn La, góp phần vào thành công chung của dự án. Trong thời gian tới, để bảo đảm hiệu quả phát điện và hiệu quả tổng hợp về kinh tế, xã hội, môi trường của dự án, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, cán bộ công nhân viên công ty Thủy điện Sơn La quản lý và vận hành thật tốt để nhà máy hoạt động tuyệt đối an toàn, ổn định, phát huy cao nhất hiệu quả tổng hợp của công trình. Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và chính quyền địa phương bảo vệ an toàn cho công trình. Ủy ban nhân dân 3 tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu có trách nhiệm tiếp tục quan tâm bố trí đất sản xuất, xem xét lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế để chăm lo giải quyết tốt việc làm đời sống cho đồng bào tại các địa phương tiếp nhận tái định cư, nhất là đồng bào mới chuyển đến nơi ở mới để nhường đất cho xây dựng công trình. Tiếp theo chương trình là chuyên mục điểm báo với các tin tức đáng chú ý được đăng tải trên các trang báo số ra sáng ngày hôm nay. Và mở đầu chuyên mục điểm báo, mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết được đăng tải trên trang 5 báo tin tức với tựa đề Cơ hội để doanh nghiệp vay vốn sản xuất kinh doanh. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước cho rằng việc giảm lãi suất để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bởi sức mua của thị trường đang ở mức thấp, hàng tồn kho cao, khả năng hấp thụ vốn tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp còn hạn chế.
Số liệu của Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, dự báo đến hết năm nay sẽ có khoảng 55.000 doanh nghiệp giải thể do lâm vào tình trạng kinh doanh khó khăn. Nhằm tháo gỡ một trong những khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp là vay vốn, cuối tuần qua, Ngân hàng Nhà nước đã thông báo điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi và cho vay áp dụng từ ngày 24 tháng 12 đối với rất nhiều lĩnh vực. Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ cho một số lĩnh vực như ngành kinh tế, lãi suất cho vay ngắn hạn bằng Việt Nam đồng đối với các nhu cầu vốn phục vụ nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa giảm từ 13% một năm xuống còn 12% một năm, bổ sung thêm nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Bài viết cũng trích dẫn ý kiến của ông Cao Sĩ Kiêm, nguyên thống đốc Ngân hàng Nhà nước, chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đang lúc khó khăn như thế này, khi lãi suất hạ, doanh nghiệp chớp thời cơ vay để đầu tư sản xuất kinh doanh thì mới hy vọng hoạt động của doanh nghiệp được khôi phục. Trên trang 4 báo Tiền Phong số ra ngày hôm nay có thông tin thu nhập dưới 9 triệu sẽ được mua nhà xã hội. Tới đây khi mục tiêu biến căn hộ thương mại thành nhà xã hội thành hiện thực, dự kiến người dân sẽ dễ dàng mua được căn nhà giá thấp. Chưa kể mục tiêu này cũng giúp phá băng thị trường bất động sản. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng trao đổi với Tiền Phong về vấn đề này. Thị trường bất động sản đóng băng có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu do lệch pha cung cầu. Nhà ở quy mô lớn cho người giàu thì quá nhiều, nhưng nhà cho người nghèo là ít. Để xử lý hàng tồn kho bất động sản, một trong những giải pháp là cơ cấu lại căn hộ thương mại như chia nhỏ căn hộ. Bộ Xây dựng vừa đề nghị Thủ tướng xem xét một số ưu đãi mới với người mua nhà xã hội như nới rộng điều kiện từ thu nhập dưới 5 triệu đồng một tháng lên dưới 9 triệu đồng một tháng, từ dưới 5m² một người lên 8m² một người. Người mua được bán nhà sau 5 năm sử dụng. Chủ đầu tư được kinh doanh theo giá thương mại 20% số nhà trong dự án để giảm giá nhà ở xã hội. Và phóng viên đặt câu hỏi, nhà xã hội tuy được hưởng nhiều ưu đãi nhưng giá lại cao hơn, quan điểm của ông ra sao? Thì ông cho biết rằng là tôi có thể khẳng định với chất lượng như nhau, ở cùng địa điểm, cùng chiều cao, cùng điều kiện hạ tầng thì không thể có giá nhà thương mại thấp hơn nhà ở xã hội. Nhà xã hội rẻ hơn vì nhà xã hội không phải nộp tiền sử dụng đất, được ưu tiên tín dụng, ưu tiên thuế nếu như sắp tới có chính sách thuế. Đâu đó có doanh nghiệp làm nhà thương mại bán rẻ hơn nhà xã hội, chắc chắn họ sẽ bị lỗ. Trên trang 4 báo Đại đoàn kết, tác giả Hồ Hương có bài viết có cứu nổi bất động sản. Thay đổi lại thị trường bất động sản bằng việc tập trung chuyển đổi sang nhà ở xã hội thu nhập thấp và tung vốn lãi suất giá rẻ là thông điệp của Thủ tướng. Loạt giải pháp này sẽ tác động đến các dòng vốn, quan hệ tín dụng, cả yếu tố niềm tin và kỳ vọng của thị trường. Đa số giới doanh nghiệp trong ngành khi trả lời Đại đoàn kết đều cho rằng sẽ tránh được đổ vỡ. Ông Nguyễn Văn Đực, giám đốc công ty Địa ốc Đất Lành khẳng định, cách đây 2 năm, chính ông là người đề xuất với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cơ cấu lại sản phẩm bất động sản cho phép doanh nghiệp tư nhân xây dựng nhà ở xã hội phù hợp theo diện tích con người. Và giờ đây, nhà nước mới hình dung được tính cấp thiết, cần phải chuyển đổi. Chỉ cần nhà nước vất cờ, doanh nghiệp cam kết đồng hành để thay đổi lại diện mạo bất động sản, vực dậy niềm tin của người tiêu dùng. Cùng quan điểm như ông Trần Quang Trung đến từ công ty tư vấn Hà Thành cho rằng doanh nghiệp mong muốn được hỗ trợ về dòng vốn, thuế. Khi doanh nghiệp tư nhân được quyền xây dựng nhà ở xã hội và tự do mua bán thì khả năng thu hồi vốn cao, khả năng thanh khoản của thị trường cũng sớm được vực dậy. Cẩn trọng hơn, ông Lê Cảnh Tuấn đến từ công ty trách nhiệm hạn xây dựng Hùng Vương đã nói, có thể bất động sản sẽ nhảy qua được sóng ngắn, nhưng muốn vượt qua được sóng dài e là khó. Và giải pháp quan trọng nhất cần có là sự điều tiết từ thị trường. Đứng ở vị trí người dân đang có nhu cầu mua nhà, anh Nguyễn Minh Đức ở tại ngõ 80 đường Hoàng Đạo Thành Hà Nội thì lại cho biết, cam kết lãi suất hỗ trợ cho người dân mua nhà là giải pháp tích cực nhất, khả thi nhất trong hàng loạt phương án cứu bất động sản được đưa ra trong thời gian gần đây. Anh so sánh, nếu tung vốn cho doanh nghiệp thì giá nhà đất sẽ lại nóng, tung vốn người dân sẽ đẩy cầu bất động sản lên. Cách làm này chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả. Trên trang 12 báo tin tức ngày hôm nay, tác giả Mạnh Khánh có bài viết điểm nóng gà lậu đã hạ nhiệt. Có thời điểm tới 70% số gia cầm nhập lậu vào Việt Nam qua tỉnh Quảng Ninh. Từ Móng Cái đến Hạ Long, Uông Bí trở thành cung đường nóng về gia cầm nhập lậu. Trước thực trạng đó, tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng lập ra tuyến phòng thủ thép. Đặc biệt kể từ sau chuyến thị sát và làm việc chuyên đề của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về ngăn chặn nhập lậu, buôn bán, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới Móng Cái, điểm nóng gà lậu ở Quảng Ninh đã hạ nhiệt. Thượng tá Phạm Văn Thắm, đồn trưởng đồn biên phòng Bắc Sơn cho biết, quản lý địa bàn rộng tới 26 km đường biên với nhiều đường mòn, lối mở, địa hình rừng núi nên việc nắm địa bàn cũng rất vất vả.
Tuy nhiên, với sự quyết tâm của cán bộ chiến sĩ, đến hết tháng 11 năm 2012, đồn đã bắt 11 vụ vận chuyển gia cầm với hơn 7.000 kg gà thịt và 12.000 con gà giống. Mặt khác, để hạn chế người dân địa phương sống dọc biên giới không tham gia tiếp tay cho đối tượng buôn lậu, đồn biên phòng Bắc Sơn còn cử các cán bộ chiến sĩ ba cùng với bà con đồng bào dân tộc tuyên truyền vận động để họ không mang vác vận chuyển gia cầm gia súc hàng lậu qua biên giới. Đây chính là tuyến phòng thủ thép mà bộ đội biên phòng đồn Bắc Sơn cũng như bộ đội biên phòng Quảng Ninh lập ra để ngăn chặn nhập lậu gia cầm qua biên giới. Ngăn chặn hàng lậu hàng giả trong dịp Tết Quý Tỵ, bộ lọc thủng người tiêu dùng lãnh đủ, đây là thông tin được đăng tải trên trang 5 báo Đại Đoàn Kết số ra sáng ngày hôm nay. Theo đó, lực lượng quản lý thị trường quận Tây Hồ vừa triệt phá đường dây làm giả rượu ngoại với hơn 10.000 chai và bịch rượu vang bị thu giữ. Trong số này, nhiều loại rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ, nếu thâm nhập vào thị trường chắc chắn sẽ gây tổn hại rất lớn tới sức khỏe của người tiêu dùng. Một lần nữa, vấn đề ngăn chặn hàng lậu, hàng giả đặt ra sự cấp thiết không chỉ trong nội địa. Theo ý kiến của ông Vương Chí Dũng, là Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, việc hàng hóa không rõ nguồn gốc ngày nối ngày thâm nhập vào nội địa trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới sẽ gây tổn hại khôn lường cho người tiêu dùng. Do lợi nhuận cao, tư thương sẵn sàng bán rẻ sinh mạng người dân, bán các loại hàng hóa chất lượng không đảm bảo, từ việc làm giả làm nhái, thậm chí bán cả những sản phẩm độc hại với sức khỏe của con người. Bài viết cũng trích dẫn thêm ý kiến của ông Lê Thế Bảo là Chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ Thương hiệu Việt Nam. Giao nhưng không đủ mạnh thì hàng hóa nghi hại vẫn sẽ xuất hiện trong bữa cơm gia đình. Ở đây, vai trò quản lý của địa phương là yếu tố kiên quyết vì các lực lượng tuy độc lập nhưng luôn bị chi phối bởi quản lý vùng. Đó cũng là nhận định của ông Trần Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương. Theo ông, các địa phương có cửa khẩu cần vì quyền lợi của người dân hơn là vì các nguồn chính thu lợi từ cửa khẩu khi vấn đề hàng hóa dễ vào nội địa. Khẩn cấp phá bộ lọc không phải chỉ riêng trong Tết Quý Tỵ hôm nay khi thị trường nội địa luôn mỏng manh và dễ vỡ. Trên trang 3, báo Thanh Niên có một bài viết đáng chú ý của nhóm tác giả Thanh Đức Mai Trâm, triệt sản để lấy thành tích. Những người đàn ông ở các xã thị trấn thuộc huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, thậm chí là chưa lập gia đình cũng được vận động đi triệt sản. Có lẽ nhờ vậy mà liên tiếp 2 năm liền, huyện này dẫn đầu tỉnh về phong trào triệt sản. Từ phản ánh của người dân về những dấu hiệu không bình thường, cho rằng cán bộ địa phương vận động triệt sản để lấy thành tích, ngày 21 tháng 12, phóng viên Thanh Niên đã có mặt tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang để tìm hiểu vụ việc. Tiếp xúc với phóng viên thì một người đàn ông 45 tuổi ngụ ở ấp 1A, thị trấn 1000 cho biết ông đã có hai con lớn trên 20 tuổi, con nhỏ 17 tuổi. Cách đây mấy tháng thì cán bộ ấp thị trấn đến tận nhà vận động ông triệt sản. Do nhà nghèo chỉ làm thuê kiếm sống qua ngày nên khi nghe cán bộ nói sẽ được hỗ trợ khoảng 2 triệu đồng, gạo và thẻ bảo hiểm y tế, ông đồng ý đi với hy vọng là kiếm được chút tiền trang trải qua ngày và có cái thẻ phòng khi đau bệnh. Tới ngày đi thì cán bộ thị trấn chỉ đến nhà nói ông ký tên vào danh sách để nộp về trên rồi đưa cho một cái thẻ bảo hiểm y tế. Sau đó ít lâu ông bị bệnh đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Châu Thành A. Khi khỏe lại thì gia đình trình thẻ bảo hiểm y tế được cấp trước đó nhưng bệnh viện lại không chấp nhận và nói rằng thẻ này chỉ sử dụng cho việc điều trị khi có biến chứng sau khi triệt sản mà thôi. Và ngay cả những người độc thân chưa có gia đình, con cái như là ông MH, 46 tuổi, ngụ ở ấp 1A, thị trấn 1000, cũng được vận động đi triệt sản. Ông H kể là ngày 14 tháng 3, khi cán bộ thị trấn 1000 vận động đi triệt sản, thì ông nói là tôi chưa có vợ con mà làm sao triệt sản được. Nhưng họ bảo là cứ đi, chỉ làm giả vờ thôi, rồi sẽ được nhận 620.000 đồng và được cấp một thẻ bảo hiểm y tế. Do nhà nghèo nghe nói có hỗ trợ tiền nên ông đồng ý đi. Và tới ngày hẹn thì cán bộ thị trấn chở ông đến Bệnh viện Đa khoa Châu Thành A. Tại đây thì ông được đưa vào phòng mổ nhưng không phải làm gì. Bác sĩ chỉ đo huyết áp và trích một mũi thuốc và kêu là nằm hơn 1 giờ rồi cho về. Và khi ra về thì ông cũng được cấp số tiền và thẻ bảo hiểm y tế như là lời đã hứa. Tương tự thì người đàn ông tên là VT, 43 tuổi, ngụ ấp 1A, thị trấn 1000, đã có hai con lớn, vợ thì vừa mổ u xơ tử cung, không thể sinh nở được gì, nhưng mà cũng được vận động đi triệt sản. Và ông Võ An Ninh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang xác nhận là trong 2 năm qua, thì huyện Châu Thành A luôn là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh với phong trào vận động người dân thực hiện việc triệt sản. Trên trang 14 báo Đại Đoàn Kết có bài viết với nhan đề báo động tình trạng viêm phổi cộng đồng. Từ tháng 10 cho đến nay, khoa hô hấp Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận trên 60 bệnh nhân mắc viêm phổi cộng đồng. Bệnh viện Thanh Nhàn Hà Nội là 32 bệnh nhân, Bệnh viện Việt Nam Cuba là 40 bệnh nhân. Hầu hết bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng như ho, sốt cao, khó thở hay đau ngực. Nhiều người khi vào viện, khi bệnh đã biến chứng bạch cầu cao, tổn thương chức năng thận, men gan tăng. Theo tiến sĩ Ngô Quý Châu là phó giám đốc trưởng khoa hô hấp
Bệnh viện Bạch Mai tại Việt Nam, viêm phổi cộng đồng là bệnh nhiễm khuẩn phổi xảy ra ngoài bệnh viện, chiếm từ 12 đến 14% các bệnh về phổi. Đặc biệt, chỉ trong 28 tháng gần đây, khoa đã tiếp nhận 257 bệnh nhân tuổi từ 16 đến 70 bị viêm phổi cộng đồng. Bệnh nhân vào viện với các triệu chứng sốt nhẹ hoặc sốt cao, sốt thành cơn hoặc sốt cả ngày, ho khan hay khạc đờm, đau ngực, khó thở, mệt mỏi, chán năn. Khám phổi thấy có những triệu chứng như đông đặc, gian ẩm, gian nổ. Kết quả xét nghiệm tế bào và sinh hóa máu cho thấy 166 người có lượng bạch cầu cao, 20 trường hợp bị tổn thương chức năng thận, 92 bệnh nhân men gan tăng. Và điều khiến cho các nhà chuyên môn lo ngại hơn cả là đã có trên 50% bệnh nhân không tìm được ra nguyên nhân gây bệnh bởi các triệu chứng cần bỏ như thuốc lá, thuốc lào, chủ động tiêm các loại vaccine phòng cúm và các virus vi khuẩn khác. Và ngoài ra, vào mùa này thì khi ra ngoài cần đeo khẩu trang, thường xuyên xúc họng bằng các nước sát khuẩn họng, miệng có tinh dầu bạc hà. Đặc biệt khi có hiện tượng nhiễm khuẩn đường hô hấp trên nên điều trị sớm, tích cực bằng viên nang mềm Ezipo, ngậm chanh muối, mật ong hay gừng. Đổi mới kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng là nhan đề bài viết của tác giả Đăng Nguyên trên trang 8 báo Thanh Niên. Kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng vừa qua thì Bộ Giáo dục Đào tạo lại điều chỉnh một số quy định nhằm giúp các thí sinh và các trường có nhiều thuận lợi hơn trong thi và xét tuyển. Tuy nhiên trên thực tế thì một số quy định không thành công như mong muốn. Năm 2012, Bộ quy định các trường được phép tự xác định chỉ tiêu căn cứ vào các tiêu chí như tỷ lệ sinh viên trên giảng viên, cơ hữu và tỷ lệ diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo tính trên mỗi sinh viên. Tuy nhiên, ngay từ tháng 2, dựa vào đăng ký chỉ tiêu của các trường, đã có 55 trường đại học và 39 trường cao đẳng vượt quá năng lực thực tế. Vào thời điểm công bố điểm sàn trúng tuyển, lãnh đạo Bộ cho biết là số thí sinh đủ điều kiện xét tuyển các nguyện vọng sau nguyện vọng 1 cao hơn nhiều lần so với chỉ tiêu. Và như vậy thì các trường ngoài công lập không lo không đủ nguồn tuyển. Tuy nhiên thực tế lại diễn ra không đúng như Bộ dự kiến. Các trường, đặc biệt là trường ngoài công lập, vẫn không tuyển được thí sinh. Và theo các chuyên gia thì việc xác định các chỉ tiêu nhiều hơn so với thực tế, nhất là ở các trường đại học công lập, là một lý do khiến nguồn tuyển bị hao hụt nên các trường ngoài công lập khó tuyển sinh hơn. Và một thay đổi nữa trong kỳ tuyển sinh năm nay là các trường được kéo dài thời gian xét tuyển đến ngày 30 tháng 11. Thế nhưng theo lãnh đạo nhiều trường thì việc kéo dài thời gian xét tuyển cũng không đạt được kết quả như mong muốn. Theo tiến sĩ Nguyễn Hữu Quyền, trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Công nghệ Thông tin Gia Định, năm nay trường chỉ tuyển được 52% so với chỉ tiêu. Và dù kéo dài thời gian xét tuyển thêm 1,5 tháng so với năm ngoái, nhưng trường cũng chỉ tuyển thêm được vài thí sinh. Và trường phải cho khai giảng từ ngày 15 tháng 10. Bởi vì là lo sợ thí sinh rút hồ sơ do còn thời gian xét tuyển. Trên trang 3 báo Nông thôn ngày nay có bài viết Người dân sợ xã hội hóa rồi. Chính việc quy hoàn toàn cho xã hội hóa chỉ là thu tiền, đóng góp đã khiến cho người dân nói đến xã hội hóa là sợ lắm. Đó chính là nhận định của giáo sư, tiến sĩ Phạm Tất Song, nguyên phó trưởng ban khoa giáo trung ương, phó chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam khi trò chuyện với phóng viên của báo Nông thôn ngày nay về vấn đề xã hội hóa dẫn tới lạm thu, người nghèo bị tước cơ hội học tập. Trả lời câu hỏi của nhóm phóng viên, nhiều người cho rằng xã hội hóa, trong đó có xã hội hóa giáo dục đang bị một số nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục và ngay cả phụ huynh hiểu lầm và làm biến tướng. Ông có nhận định gì về điều này? Giáo sư đã trả lời, hiện nay nhiều người hiểu xã hội hóa một cách đơn giản, coi như việc đóng góp tiền để ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, nghĩa là họ đã đánh đồng xã hội hóa với việc đóng góp tiền. Cách hiểu sai này đã làm nhiều người rất ngại nói đến một công việc nào đó được làm với tinh thần xã hội hóa. Do vậy, trước khi bàn đến chủ trương xã hội hóa giáo dục, cần phải thống nhất cách hiểu xã hội hóa là một chủ trương của nhà nước, được tiến hành với sự tham gia, hỗ trợ của các cộng đồng dân cư, của các tổ chức xã hội và các doanh nghiệp về các phương diện nhân lực, vật lực, tài lực và trí lực. Nhà nước kêu gọi toàn dân tham gia hỗ trợ, chứ không khoán trắng công việc cho dân. Xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục thì ngành giáo dục phải là lực lượng nòng cốt trong việc triển khai các hoạt động đó hay chính sách đó. Và ông cũng cho rằng, xã hội hóa giáo dục cần phải được xây dựng bởi ba yếu tố quan trọng, gọi là ba trụ cột, ba chân kiềng, làm nên xã hội hóa giáo dục, đó là chính phủ, phi chính phủ, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp. Và hiện nay thì cả ba yếu tố này đều đang đóng góp cho xã hội hóa nhưng còn rời rạc, thiếu đồng bộ, tính liên kết có hệ thống. Các doanh nghiệp hiện đang có đóng góp lớn nhất. Trên trang 9 báo Nông thôn ngày nay, phóng viên Lê Đức có bài viết Singapore vô địch AFF Cup 2012, bài học về tầm nhìn cho bóng đá Việt Nam.
Trước thềm AFF Cup 2012, ít ai đặt cửa vô địch cho Singapore, nhưng rồi thầy trò huấn luyện viên Abramovich đã làm được điều đó trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Và chuyện bi hài là nếu coi tính bất ngờ là yếu tố tạo nên sức hút cho môn thể thao vua, thì bóng đá Đông Nam Á đang vô cùng hấp dẫn. Không hề khách sáo hay khiêm nhường mà là sự thật hẳn hoi. Nếu tại AFF Cup 2014, các huấn luyện viên tuyên bố cả 8 đội dự vòng chung kết đều là ứng viên cho danh hiệu vô địch. Và trở lại với hành trình AFF Cup 2012, Singapore suýt bị loại từ vòng bảng khi chỉ may mắn lội ngược dòng thắng Lào 4-3 ở trận quyết định. Và dưới bàn tay của huấn luyện viên Abramovich, người đã gắn bó với Singapore 10 năm, đội bóng đảo quốc sư tử thực sự là một tập thể đoàn kết, nơi những đàn anh biết cách chỉ bảo cho đàn em hòa nhập phát triển trong lối chơi chung. Singapore xứng danh với biệt hiệu những chú sư tử khi họ vào chung kết AFF Cup 4 lần và chiến thắng cả 4. Có lẽ đây là lúc bóng đá Việt Nam phải học tầm nhìn, sự chuyên nghiệp, ý chí chiến đấu của Singapore. Không quá khi cho rằng Singapore làm gì cũng có kế hoạch bài bản, khoa học và tuyệt đối tin tưởng vào kế hoạch dài hơi, phù hợp với điều kiện thực tế của mình, trong đó có việc nhập tịch cầu thủ. Điều này khác hẳn với bóng đá Việt Nam khi thường bị động, chủ trương thiếu rõ ràng, thiếu tính thuyết phục và dễ dàng đổ mỗi khi gặp những sự cố dù rất nhỏ. Thổi hơi thở, thời đại và các ca khúc lịch sử là nhan đề của bài viết của tác giả Phương Hà được đăng tải trên trang 10 báo tin tức. Theo đó, hiện nay những tác phẩm âm nhạc về đề tài lịch sử không nhiều, đặc biệt là những tác phẩm lớn như nhạc kịch, vũ kịch, hợp xướng. Làm thế nào để các nhạc sĩ quan tâm đến các tác phẩm âm nhạc đề tài lịch sử và để cho các tác phẩm ấy đến được với công chúng là một bài toán khó đang được đặt ra. Theo nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Thị Minh Châu, nếu lấy mốc thế kỷ thứ 19 trở về trước thì chủ đề lịch sử xuất hiện rất sớm trong các ca khúc bởi rất nhiều nhạc sĩ đã lấy tích xưa để nói chuyện nay, để bày tỏ niềm tự hào dân tộc và ý thức nối tiếp truyền thống chống ngoại xâm nhằm tránh sự kiểm duyệt của nhà cầm quyền thời bấy giờ. Không chỉ có các nhân vật lịch sử, mỗi khi xảy ra một sự kiện lịch sử, rất nhiều ca khúc đậm màu sắc ghi chép lịch sử cũng đã ra đời. Đánh giá về những tác phẩm âm nhạc đề tài lịch sử, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam khẳng định, kể từ những năm 30 của thế kỷ 20, số lượng các tác phẩm âm nhạc viết về đề tài lịch sử là rất nhiều. Có hàng trăm ca khúc, hợp xướng, giao hưởng, nhạc kịch, vũ kịch. Các tác phẩm này đã đóng góp những giá trị to lớn vào đời sống văn nghệ trong những thời kỳ nhất định và trở thành một sức mạnh tinh thần của quân và dân ta trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc. Tuy nhiên, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân cũng thừa nhận 25 năm qua, nền âm nhạc Việt Nam thiếu vắng những tác phẩm có tầm cỡ, có quy mô, có chất lượng và ít ca khúc về đề tài lịch sử. Hơn 90 ấn phẩm đoạt giải thưởng sách Việt Nam 2012 là thông tin trên trang nhất báo Hà Nội Mới ngày hôm nay. Hơn 90 ấn phẩm gồm cả sách, bộ sách được nhận giải tại lễ trao giải thưởng sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2012 do Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức ngày 23 tháng 12 nhằm tôn vinh những tác phẩm hay, tác giả tâm huyết, nhà xuất bản tạo ra những tác phẩm có giá trị, góp phần làm phong phú nền văn học nước nhà. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh đã tới dự lễ trao giải. Tham gia giải năm nay có 35 nhà xuất bản với tổng số 273 cuốn sách. Và những người yêu sách có thể lưu ý tới các cuốn giành được giải vàng sách hay có giá trị lý luận thực tiễn như bộ sách về lịch sử Nam Bộ Kháng Chiến của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, cuốn Can thiệp động mạch vành trong thực hành lâm sàng của Nhà xuất bản Y học. Tại giải năm nay, có khá nhiều ấn phẩm vừa giành giải sách hay lại vừa đoạt giải sách đẹp. Điển hình là Đội gạo lên chùa của Nhà xuất bản Phụ nữ, bộ Những nhân vật tên còn trẻ mãi và Những con vật bầu bạn tuổi thơ của Nhà xuất bản Kim Đồng, lịch sử Nam Bộ Kháng Chiến, Võ Nguyên Giáp hào khí trăm năm. Chuyển sang phần tin tức trong nước đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống lụt bão, Tổng cục Thủy lợi, hiện nay tình trạng một số địa phương và người dân trong vùng đồng bằng sông Cửu Long tự xây dựng hệ thống đê bao, bờ bao tràn lan, không theo quy hoạch, đã làm mực nước lũ hàng năm dâng cao. Tình trạng tự xây dựng đê bao, bờ bao còn làm chất lượng môi trường bị biến đổi mạnh, gây khó khăn cho quy hoạch phát triển chung toàn vùng. Do đó, đối với các tỉnh đầu nguồn như An Giang, Đồng Tháp, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống lụt bão đề nghị cần dành nhiều không gian để chứa lũ, chỉ nên làm lúa vụ 3 ở những vùng ngập nông, không phát triển đê bao khép kín ồ ạt như hiện nay. Hiện nay, mô hình quản lý hệ thống đê bao, bờ bao chủ yếu hình thành theo vùng, ô và được chính quyền địa phương trực tiếp quản lý, nên việc tu bổ mang tính thời vụ, vụn vặt theo nhu cầu nguồn vốn khiến các đê bao, bờ bao không đảm bảo tính hệ thống trong công tác phòng lũ. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống lụt bão đề xuất cần quy hoạch tổng thể và chi tiết về đê bao, bờ bao vùng đồng bằng sông Cửu Long để phục vụ thoát lũ và sản xuất.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt quy chế mới về quản lý quy hoạch kiến trúc phố cổ Hà Nội. Theo quy chế này, thì quy mô phố cổ sẽ bị thu hẹp xuống còn 82 ha, chứ không phải là 100 ha như quy chế đã được ban hành trước đó. Với mục tiêu bảo tồn và kiểm soát chức năng hình thái không gian kiến trúc, trong quy chế mới phân định khu phố cổ thành hai vùng không gian phát triển. Vùng 1 có quy mô 23,2 ha, gồm 29 tuyến phố và 17 ô phố, sẽ bảo tồn tôn tạo, phát huy giá trị phố cổ. Các công trình trong khu vực được quy định lớp ngoài sẽ cao tối đa là 3 tầng 12m, lớp trong là 4 tầng 16m. Vùng 2 có quy mô 58,8 ha, gồm 57 tuyến phố, 66 ô phố sẽ bảo tồn chỉnh trang, kiểm soát phát triển. Các công trình khu vực được quy định lớp ngoài cao tối đa là 4 tầng 16m, lớp trong là 5 tầng 20m. Trong quy chế mới, các hoạt động kinh doanh như cầm đồ, siêu thị, tổ hợp thương mại cũng sẽ bị cấm trong khu phố cổ. Việc xây dựng kho xưởng sản xuất quán bar, khách sạn sẽ bị hạn chế, chỉ khuyến khích các cửa hàng kinh doanh bán sản phẩm truyền thống. Ngoài ra, việc di dân trong phố cổ cũng sẽ được nhanh chóng tiến hành. Dự kiến đến năm 2020, dân cư trong phố cổ sẽ giảm bớt 50.000 người. Và chuyển sang một tin tức đáng chú ý khác. Hoạt động như taxi, giá được niêm yết, số tiền được hiển thị ngay trên đồng hồ, đó là những tiện ích mà mô hình xe ôm thân thiện tính cước như taxi vừa xuất hiện tại Hà Nội, hứa hẹn đem lại cho khách hàng. Với giá thành rẻ và đảm bảo an toàn hơn nhiều so với xe ôm thông thường, mô hình vận chuyển thú vị này đã thu hút được nhiều người dân thủ đô. Tuy nhiên, vì dịch vụ còn quá mới nên vẫn còn nhiều vấn đề cần được giải quyết. Thay vì dậy sớm, vội vàng chuẩn bị bữa sáng rồi đưa hai con đi học, thì giờ đây, vợ chồng anh Nguyễn Văn Sáu, trú tại Từ Liêm, Hà Nội, có thể thảnh thơi hơn nhiều. Không còn lo con bị đưa đón muộn vì đội xe ôm thân thiện đã đảm trách thay anh chị phần việc đó. Đặt con cái lên đi lại phương tiện đi làm đầu thì công ty xe ôm thân thiện phục vụ rất chu đáo, tốt hơn của các xe ôm thời trước mình gọi ở ngoài, thỉnh thoảng các cháu bị trục trặc, như ở đây thì các cháu không bị trục trặc và rất yên tâm, người ta phục vụ rất chu đáo. Khác so với xe ôm thông thường, luôn có 3 người trở lên biết địa chỉ và lộ trình đưa đón nên chưa khi nào hai cháu phải chờ đợi. Cảm thấy an toàn hơn các xe khác, các chú xe ôm thân thiện rất là tận tình, chu đáo với bọn cháu, đón bọn cháu kịp giờ, không phải để bọn cháu muộn giờ ạ. Thay vì phải gạt chân chống xe để khởi động hệ thống tính cước, mỗi yên xe được gắn mắt hồng ngoại, đồng hồ bắt đầu hoạt động khi khách ngồi lên xe và ngừng khi khách xuống. Với giá được niêm yết cụ thể, hành khách sử dụng xe ôm thân thiện không lo bị chặt chém, mà giá thành còn rẻ hơn 30% so với xe ôm thông thường và 50% so với taxi. Chi phí trước kia của mình thì hết 2 triệu tư, giờ này xuống còn có 2 triệu, nhưng mà phục vụ bên công ty xe ôm thân thiện cũng rất chu đáo. Thông qua hệ thống định vị GPS được gắn trên xe và phần mềm quản lý, mọi thông tin về hướng xe, có khách hay không, đi trên tuyến nào, tốc độ ra sao đều được nắm rõ. Mọi sai phạm trên đường đều được nhắc nhở trực tiếp. Tuy nhiên, vì là một dịch vụ quá mới nên khi đi vào hoạt động còn nhiều vấn đề phát sinh chưa được giải quyết, như điều khoản quyền lợi của khách hàng, giá cước đều do công ty tự công bố, chất lượng đồng hồ tính cước cho xe ôm chưa được quản lý bởi đơn vị nào. Chính vì thế, công ty khá lúng túng và không thể thành lập riêng đơn vị xe ôm có tính cước. Mình thành lập một công ty vận tải. Đấy, còn để mà về công ty xe ôm, nó cái công ty xe ôm như của mình ý, thì nó lại là mới, nó như chưa như taxi, thì nó chưa có một cái luật định nào cả. Tuy nhiên, trên thực tế, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành thông tư 08 hướng dẫn việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa. Song thông tư này mới chỉ quy định một số nét cơ bản như người lái có giấy phép lái xe, đồng phục, phải có mũ bảo hiểm cho khách, xe đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật. Để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của khách hàng, thì Bộ Giao thông Vận tải với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước về giao thông đường bộ cần nghiên cứu, tức là quy định thêm cả về cái điều kiện, tức là kiểm soát cái đồng hồ cước, nó như là kiểm soát đồng hồ trên taxi. Thứ hai nữa là cần phải quy định chặt chẽ, tức là cái người điều khiển phương tiện, người kinh doanh cái ngành nghề này phải mua cái bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho người ngồi trên phương tiện đó, để khi mà xảy ra những cái tai nạn, những cái sự cố thì cái người ngồi hành khách ấy sẽ được
cơ quan bảo hiểm bồi thường cách thỏa đáng. Trước thực trạng xe ôm chặt chém khách hàng gây mất trật tự an ninh, đã đến lúc Bộ Giao thông Vận tải cần có quy định cụ thể hơn để quản lý đội ngũ xe ôm trên địa bàn thành phố Hà Nội, đồng thời tạo điều kiện pháp lý để các doanh nghiệp có thể kinh doanh mô hình vận tải đặc biệt này. Nhằm tạo điều kiện cho hàng vạn hộ gia đình ở khu vực nông thôn có điều kiện tái đầu tư thực hiện dự án sản xuất nông lâm thủy sản, mới đây Bộ Tài chính đề xuất với Thủ tướng Chính phủ gói giải pháp bổ sung tối đa 10.000 tỷ đồng hỗ trợ cho khu vực nông thôn, nông nghiệp, nông dân. Nếu được xem xét thông qua gói giải pháp này sẽ được kỳ vọng là đòn bẩy cứu người nông dân thoát khỏi tình trạng khó khăn do khủng hoảng như hiện nay. Theo đó, số tiền 10.000 tỷ đồng trên sẽ tập trung cho các chương trình tín dụng đầu tư kiên cố hóa kinh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và làng nghề nông thôn. Số tiền này sẽ được đầu tư song song với khoản vốn 5.000 tỷ đồng đầu tư cho tam nông hàng năm đã được Chính phủ phê duyệt trước đó. Gói giải pháp này cũng đề xuất giảm 50% tiền thuế đất năm 2013, năm 2014 đối với các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được nhà nước cho thuế đất. Bộ Tài chính cũng kiến nghị cho các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn để mua thức ăn chăn nuôi thủy sản, phục vụ xuất khẩu theo cơ chế vay vốn tín dụng xuất khẩu. Gia hạn thời gian vay vốn tối đa từ 12 tháng lên 36 tháng đối với khoản vay vốn tín dụng xuất khẩu cho các nhóm hàng xuất khẩu, rau quả, thủy sản nhằm giúp nông dân tiêu thụ nông sản thuận lợi đạt giá trị cao. Nông nghiệp Việt Nam lâu nay vẫn tồn tại một thực tế, đó là sản xuất manh mún tự phát. Điều này dẫn đến tình trạng sản phẩm làm ra thường xuyên rơi vào cảnh khi không có mà bán, khi lại quá nhiều mà không có người mua, gây thiệt hại không nhỏ về kinh tế. Và sau nhiều năm vẫn lạc hậu so với thế giới, việc ứng dụng tiến bộ và khoa học kỹ thuật vào sản xuất với sự liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp với nông dân sẽ là chìa khóa vạn năng để đảm bảo Việt Nam có thể sản xuất nông nghiệp cao một cách bền vững. Nông trường Đồng Giao là vùng trồng dứa nổi tiếng của tỉnh Ninh Bình. Từ những năm 1967, cây dứa đã được đưa vào trồng thử nghiệm và chứng minh tính hiệu quả trên mảnh đất này. Gắn bó với nông trường Đồng Giao từ những ngày đầu thành lập, ông Vũ Xuân Hin là người chứng kiến sự thay đổi từng ngày của nông trường. Kể từ khi nông trường ứng dụng tiến bộ về giống, kỹ thuật canh tác vào sản xuất, sản lượng dứa đã không ngừng tăng mạnh, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nói chung là cái có khi làm cái hệ thống này thì chúng tôi sẽ cân công nó sẽ giảm bớt đi sẽ và năng suất nó sẽ cao hơn so với trước. Thế cái chu kỳ mà đưa cái dứa vừa rồi mà chúng tôi có cái dàn tưới như thế này thì vườn dứa vẫn xanh hơn, đẹp hơn và quả sẽ to hơn. Việc đưa giống mới, kỹ thuật trồng phủ ni lông, ứng dụng hệ thống tưới phun nước tự động đã giúp nhiều nông dân ở nông trường Đồng Giao mạnh dạn mở rộng diện tích canh tác. Hiện tổng diện tích trồng dứa trên nông trường là gần 1.800 ha, với sản lượng hàng năm đạt từ 10 đến 15.000 tấn. Điều đáng nói là chính doanh nghiệp đã đóng vai trò quan trọng trong việc chủ động cải thiện điều kiện sản xuất cho người nông dân, gắn kết họ trong chuỗi sản xuất và chế biến sản phẩm của mình. Để đảm bảo cái quy trình kỹ thuật thì chúng tôi phải tập huấn, hướng dẫn bà con nông dân, cử cán bộ trực tiếp nằm xuống từng vùng, từng đội sản xuất để hướng dẫn bà con từ khâu trồng, chế biến, chăm sóc và thu hoạch. Đầu tư cái ứng dụng cái tiến bộ kỹ thuật, công nghệ giống là rất quan trọng. Nó đảm bảo nâng cao năng suất cây trồng khoảng 10-15% và đặc biệt là đảm bảo cái thị trường xuất khẩu, bởi vì bây giờ người ta yêu cầu cái sản phẩm rau quả sạch và đảm bảo chất lượng. Theo đánh giá của các chuyên gia, muốn ứng dụng được công nghệ kỹ thuật hiện đại thì cần có quy hoạch những vùng trồng có diện tích lớn như Đồng Giao. Tuy nhiên đến nay chưa có nhiều mô hình hiệu quả. Chúng ta phải có tầm nhìn toàn cầu về thị trường và chúng ta phải nhìn rõ hiện trạng và lợi thế của chúng ta để quyết định chúng ta sẽ sản xuất cái gì. Và khi chúng ta đã quyết định sản xuất cái gì thì chúng ta phải tập trung nguồn lực nhà nước, tư nhân, doanh nghiệp, nguồn lực đầu tư nước ngoài về tài chính, kỹ thuật thì chúng ta mới làm được nông nghiệp công nghệ cao. Để mà ứng dụng được công nghệ cao thì đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải lựa chọn mấy công nghệ thật sự tiên tiến, có một cái chiến lược đầu tư bài bản, cùng với đó là một cái cơ chế của địa phương nó thích hợp. Nông nghiệp công nghệ cao là phương thức sản xuất có nhiều tri thức và hàm lượng công nghệ cao hơn so với nông nghiệp truyền thống.
Để phương thức này phát huy hiệu quả, các chuyên gia cũng khuyến nghị việc tổ chức mô hình sản xuất con thuyền lớn, trong đó đề cao vai trò của doanh nghiệp như là những người đứng mũi chịu sào, trong đó đảng và chính quyền đứng ở bánh lái và đưa con thuyền đó đi đúng hướng. Cùng đến với câu chuyện buổi sáng, phóng viên VTC tham gia một cuộc đột kích của lực lượng liên ngành kiểm tra gà lậu. Một hoạt động cho thấy, việc kiểm tra đột xuất không phải là giải pháp cho việc ngăn chặn thực phẩm bẩn hiện nay. Tin tức thế giới trong phần cuộc sống bốn phương, Trung Quốc tiếp tục đối mặt với tình trạng tuyết rơi dày. Tại Hàn Quốc, tên lửa của Triều Tiên có thể chạm bờ biển nước Mỹ. Mời quý vị cùng đến với câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, trước thực trạng gia cầm nhập lậu ồ ạt thời gian qua ở thủ đô, một đội cơ động liên ngành của thành phố Hà Nội đã được thành lập nhằm kiểm tra và xử lý sai phạm trong việc vận chuyển và tiêu thụ gà lậu. Sau hơn 10 ngày đi vào hoạt động, thì hàng tấn gà không có nguồn gốc, gà thải loại không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đã bị bắt giữ và xử lý theo quy định. Rõ ràng là việc thành lập đội cơ động liên ngành về kiểm tra gà lậu đã mang lại những tín hiệu hết sức tích cực. Điều này cũng cho thấy chỉ khi nào các lực lượng chức năng tiến hành thanh kiểm tra mạnh tay thì tình trạng này mới hạn chế. Tuy nhiên, ngăn chặn thực phẩm bẩn không an toàn không thể trông chờ vào những đợt kiểm tra đột xuất như vậy. Đặc biệt khi chế tài xử phạt trong lĩnh vực này vẫn còn quá nương nhẹ thì mong muốn về một bữa ăn an toàn vẫn là một điều xa vời. Đây là kết quả quá trình trinh sát lâu dài của đội cơ động liên ngành Hà Nội. Hơn 500 kg gà lậu không rõ nguồn gốc đã bị phát hiện trên đường vận chuyển đi tiêu thụ. Những dấu hiệu ban đầu cho thấy đây phần lớn là gà thải loại Trung Quốc, loại gà có tồn dư nhiều chất độc hại gây nhiều nguy cơ mất an toàn cho người sử dụng trong thời gian qua. Mặc dù các đối tượng ngụy trang khéo léo nhưng vẫn không qua mắt được lực lượng chức năng. Về phương thức thủ đoạn thì các đối tượng xé lẻ từ ngoại tỉnh vận chuyển bằng các cái xe nhỏ và thường xuyên sử dụng các cái phương tiện vận chuyển là có thùng cao, vận chuyển cái số lượng thấp gây rất khó khăn cho các lực lượng chức năng kiểm tra kiểm soát. Bên cạnh đó thì các đối tượng thường lợi dụng vào những thời gian mà đêm khuya cũng như ngày nghỉ, ngày lễ mà các lực lượng chức năng bận công việc cũng như là căng thẳng thời gian thì thường vận chuyển vào những cái thời điểm đó mà gây khó khăn cho cơ quan kiểm tra kiểm soát. Một đợt kiểm tra đột xuất của đội cơ động liên ngành Hà Nội, nhiều sai phạm trong công tác kiểm soát kiểm dịch thú y ở chợ gia cầm đầu mối Hà Vĩ đã được phát hiện. Nơi được coi là chốt chặn tốt nhất lượng gia cầm vào chợ đầu mối này lại bị bỏ ngỏ. Làm việc với đội liên ngành, ông Lê Xuân Viết, trưởng ban quản lý chợ gia cầm Hà Vĩ cho biết, đây không phải là lần đầu tiên thiếu vắng lực lượng kiểm tra ở các chốt. Tổ công tác của các đồng chí là ban ngày thiếu hết là thường xuyên là có mặt. Ban đêm thiếu hết là nói thật cho các đồng chí là đôi khi là các đồng chí là cũng không được đầy đủ với số lượng của chốt trực. Như tối hôm nay là các đồng chí thanh tra công an cũng không có và các đồng chí thế là quay trường hôm nay thì cũng chưa thấy đồng chí nào đến nhà. Chính khoảng thời gian này, lượng gia cầm không rõ nguồn gốc vào chợ diễn ra tấp nập nhất. Đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng đánh cháo gà lậu, gà ta để bán ra thị trường. Kiểm tra khu vực chợ, lực lượng liên ngành phát hiện nhiều gia cầm đã chết nhưng vẫn được bày bán. Nhiều chủ kinh doanh không xuất trình được giấy tờ mua bán, kiểm dịch thú y và cầu cứu sự giúp đỡ từ bên ngoài. Về đầu chợ là các ban thú y liên ngành các thứ này ta lấy hết giấy tờ lại luôn để cho vào trong này người ta mới cho vào chứ. Chứ bình thường làm sao ai cho vào được cho gà thế này ạ? Những lời bao bị này nhanh chóng bị phát hiện khi lực lượng thú y ở chợ không cung cấp được giấy chứng nhận của chủ hộ kinh doanh Nguyễn Văn Quang. Từ cái đợt mà cái lực lượng thú y của bọn em ấy thì là rất khó vì làm như này có mỗi mình lực lượng thú y của bọn em thì cũng người ta không dừng đỗ cho kiểm tra thì không làm gì được. Trước đây, chợ Hà Vĩ có 162 hộ kinh doanh. Những ngày cao điểm đầu năm 2012, lượng gia cầm tiêu thụ tại đây có thể lên 80-120 tấn một ngày. Trong đó, số lượng gà thải loại nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ chiếm hơn 30%, gây nhức nhối cho dư luận trong một thời gian dài. Ngay sau đó, điểm nóng gia cầm nhập lậu ở chợ đầu mối Hà Vĩ cũng như một số tỉnh biên giới Quảng Ninh, Lạng Sơn nhận được sự quan tâm của chính phủ. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã nhiều lần thị sát thực tế để đưa ra những giải pháp hữu hiệu nhất ngăn chặn tình trạng này. Tuy nhiên, do chế tài xử lý, xử phạt đối với những trường hợp vận chuyển gà nhập lậu không có nguồn gốc còn quá nhẹ, lực lượng chức năng không thể tạm giữ phương tiện tham gia vận chuyển, nên các chủ hàng vẫn lợi dụng khẽ hở pháp luật để vận chuyển gà lậu trên các tuyến quốc lộ trong nước.
Công tác thanh kiểm tra đột xuất chỉ là giải pháp tình thế, chứ không thể giải quyết được ngọn vấn đề gà lậu. Chỉ khi nào có một chế tài mạnh, đủ sức răn đe, thì mong muốn về một bữa ăn an toàn của người dân mới trở thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, sự có mặt của đội kiểm tra liên ngành về gà lậu đã phát huy tác dụng trong thời gian vừa qua. Đó là lượng gà lậu trên địa bàn thành phố Hà Nội đã giảm hẳn. Tuy nhiên cái tín hiệu tích cực này lại đặt ra một vấn đề, đó là chỉ khi nào kiểm tra kiểm soát thì tình trạng gà nhập lậu mới có thể là hạn chế bớt. Còn những thời gian còn lại sẽ như thế nào? Đó sẽ là một câu hỏi khó dành cho các cơ quan chức năng. Nhằm hạn chế triệt để tình trạng gà nhập lậu cũng như các thực phẩm không an toàn trên thị trường, thì Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã giao các bộ ngành liên quan nghiên cứu để đưa ra một chế tài đủ mạnh. Trước hết sẽ áp dụng việc tịch thu phương tiện vận chuyển lậu gia cầm và tước bỏ quyền kinh doanh vận tải của các chủ xe chở hàng lậu. Ngoài ra, các địa phương cũng cần phải triển khai đồng bộ liên tục nhiều giải pháp thanh kiểm tra và phải đảm bảo được nguồn cung sạch ra thị trường. Vâng, vừa rồi là câu chuyện buổi sáng của phóng viên Trung Kiên và Đình Sơn. Còn ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những sự kiện nổi bật sẽ diễn ra trong ngày hôm nay 24 tháng 12. Ngày hôm nay, Hội chợ Người Việt Hàng Việt hội nhập WTO năm 2012 sẽ kết thúc sau một tuần diễn ra. Hội chợ năm nay quy tụ hàng trăm gian hàng tham gia trưng bày trong các lĩnh vực may mặc, da giày, trang sức, tiêu dùng. Đây là sự kiện nhằm tôn vinh các sản phẩm Việt, giúp các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội trao đổi, thương thảo, ký kết hợp đồng, chuyển giao và ứng dụng những kết quả khoa học và công nghệ tiên tiến vào sản xuất. Ngày hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Đông Á sẽ tổ chức hội thảo dạy học tích cực và kỹ thuật đánh giá lớp học. Hội thảo sẽ có sự góp mặt của các học giả chương trình Fulbright năm 2012. Hội thảo nhằm bồi dưỡng phương pháp giảng dạy và đánh giá cho giảng viên, đồng thời tạo cơ hội giao lưu, trao đổi học hỏi kinh nghiệm giữa giảng viên và các học giả chương trình Fulbright năm 2012. Nhằm cho các hoạt động của tuần lễ văn hóa trà Lâm Đồng và rơi đúng vào dịp Giáng sinh, ngày hôm nay tại Đà Lạt sẽ diễn ra nhiều chương trình hấp dẫn. Du khách sẽ được hòa mình vào đêm hội lung linh mùa đông Đà Lạt. Các tiết mục múa chợ Đà Lạt do 200 diễn viên tham gia liên hoan hip hop cùng biểu diễn, tiết mục thắp nến cho tình yêu với khoảng 2.000 người tham dự, tiết mục vũ khúc ông già Noel với sự xuất hiện của hai chàng ông già Noel tặng quà cho các trẻ em. Ngày hôm nay tại nhà hát lớn Hà Nội sẽ diễn ra buổi hòa nhạc piano và violon với sự góp mặt của nhiều tài năng trẻ trong và ngoài nước. Đặc biệt khán giả thủ đô sẽ được tái ngộ với tài năng trẻ piano lừng danh Việt Nam Nguyễn Việt Trung, vốn được khán giả yêu nhạc cổ điển trao danh hiệu là cậu bé vàng piano. Ngày hôm nay, vở hài kịch Nụ Cười Của Biển, tác giả Phạm Hữu Thông sẽ đi trình chiếu tại sân khấu kịch IDCAP thành phố Hồ Chí Minh. Nụ Cười Của Biển là một vở cổ tích hiện đại, đề cao lòng nhân ái dành cho những người bất hạnh. Vở kịch sẽ có sự tham gia của nhiều diễn viên được yêu thích như Hồng Ánh, Thanh Thúy, Mỹ Duyên, Đức Thịnh. Chuyển sang phần tin tức quốc tế trong chuyên mục Cuộc Sống Bốn Phương. Vào ngày hôm qua, Trung Quốc tiếp tục phải đối mặt với tình trạng tuyết rơi dày. Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc buộc phải nâng mức cảnh báo nguy hiểm tại nhiều khu vực ở nước này. Riêng trong ngày hôm qua, nhiệt độ tại nhiều khu vực phía đông của Trung Quốc, từ khu vực Nội Mông đến Đông Nam Phúc Kiến và các khu vực ven Quảng Đông đã giảm từ 6 đến 8 độ C. Theo dự báo trong ngày hôm nay, tại các vùng Tân Cương, Sơn Đông, Quý Châu, Hồ Bắc, Hồ Nam, Phúc Kiến, Quảng Đông và Hải Nam, nhiệt độ sẽ giảm thêm 10 độ C. Trong khi đó, các nhà khí tượng học ở vùng Yên Đài đã phải đưa ra cảnh báo xanh khi nhiệt độ tại đây giảm xuống còn âm 13 độ C, sức gió lên cấp độ 7 và tuyết rơi dày hơn 30 cm. Hệ thống cảnh báo Trung Quốc có 4 cấp: màu xanh, màu vàng, màu cam và màu đỏ, tùy thuộc với mức độ nghiêm trọng của bất kỳ thảm họa. Tại vùng Long Châu, do nhiệt độ xuống thấp nên nước biển đã đóng băng, gây ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của hơn 70 tàu chở hàng. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, tuyết rơi dày dự báo sẽ còn kéo dài đến hết ngày hôm nay. Mặc dù cảnh sát Ấn Độ đã phải dùng dùi cui, phun vòi rồng nhằm trấn áp các vụ biểu tình sau vụ nữ sinh bị cưỡng hiếp trên xe buýt, tuy nhiên tính đến tối ngày hôm qua, các vụ biểu tình tại Ấn Độ vẫn tiếp tục lan rộng và nghiêm trọng hơn là đã có một nhà báo Ấn Độ bị bắn chết trong dòng người biểu tình và hơn 20 người bị thương. Nhà báo thiệt mạng có tên Thangram Nanasinh, một biên tập viên kênh tin tức của đài địa phương, đã bị bắn 2 phát vào ngực. Trong khi đó, hàng nghìn người Ấn Độ vẫn tiếp tục đổ về đài kỷ niệm cổng Ấn Độ ở trung tâm thủ đô New Delhi để biểu tình. Dù đã sử dụng nhiều biện pháp mạnh, nhưng tính đến tối qua, cảnh sát Ấn Độ vẫn chưa kiểm soát được tình hình. Người biểu tình còn đốt cháy các xe tải lớn và cho lao vào các khu vực đài tưởng niệm.
đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình còn xảy ra khi một nhóm người tìm cách vượt qua hàng rào cảnh sát để tiến về dinh thự của Tổng thống. Biểu tình xảy ra khi một nữ sinh Ấn Độ bị một nhóm đàn ông cướp hiếp trên xe buýt và sau đó vứt xuống ven đường. Theo số liệu thống kê của chính phủ Ấn Độ, số vụ phụ nữ bị cưỡng hiếp ở New Delhi năm nay đã tăng 17% lên 661 vụ so với năm ngoái và là tỷ lệ cao nhất trong số các thành phố lớn của Ấn Độ. Sau khi phân tích các mảnh vỡ của tầng 1 chiếc tên lửa tầm xa mà Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vừa dùng để phóng vệ tinh vào hôm 12 tháng 12, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 23 tháng 12 cho rằng nước này đã phát triển được công nghệ tên lửa mang đầu đạn hạt nhân với tầm bắn hơn 10.000 km, thậm chí có thể chạm bờ biển phía tây nước Mỹ. Kết luận trên được đưa ra sau khi một nhóm gồm 42 chuyên gia về tên lửa và quân sự của Hàn Quốc đã kiểm tra phân tích 3,2 tấn mảnh vỡ hình trụ có đường kính 2,4 mét, dài 7,6 mét mà phía Hàn Quốc thu thập được từ biển Hoàng Hải sau vụ phóng của Triều Tiên. Cuộc nghiên cứu kéo dài từ ngày 14 tới ngày 18 tháng 12. Trong quá trình phân tích, các chuyên gia của Hàn Quốc cũng phát hiện rằng Triều Tiên đã sử dụng công nghệ tên lửa hiện nay để phát triển tên lửa đẩy, loại có thể tách bò từng phần thành công. Trên thực tế, trong vụ phóng vệ tinh nói trên, phần 1 của tên lửa đã rơi xuống biển Hoàng Hải, còn phần 2 rơi xuống vùng biển phía đông của Philippines. Kết quả phân tích mảnh vỡ của tên lửa UNA-3, chúng tôi thấy rằng Triều Tiên đã chế tạo thành công tên lửa có tầm bắn trên 10.000 km, trong trường hợp mang đầu đạn nặng từ 500 đến 600 kg. Cùng lúc đó, một quan chức giấu tên của bộ trên cho biết tên lửa của Triều Tiên đã sử dụng axit nitric khói đỏ, vốn có thể cất giữ được trong một thời gian dài ở nhiệt độ thường như một chất xúc tác oxy hóa. Ông nhấn mạnh rằng các phương tiện để đưa các vật thể vào không gian như tên lửa Naro-1 của Hàn Quốc thường dùng oxy hóa lỏng để làm chất xúc tác oxy hóa. Vì vậy, quan chức này khẳng định ý định của Triều Tiên là phát triển công nghệ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hơn là phát triển một phương tiện phóng vệ tinh vào không gian. Cho đến nay, một số nước như Mỹ và Hàn Quốc vẫn cho rằng vụ phóng hôm 12 tháng 12 của Triều Tiên thực chất là vỏ bọc cho một vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo, trong khi Triều Tiên liên tiếp nhấn mạnh rằng vụ phóng này là một nhiệm vụ khoa học nhằm đưa một vệ tinh vào không gian. Mùa Noel đến cũng là lúc nhu cầu đối với món trứng cá muối tăng cao. Đây đúng là dịp để các nhà sản xuất trứng cá muối ăn nên làm ra, bất chấp nền kinh tế thế giới đang trong lúc hết sức ảm đạm. Chính bởi thế mà một người bán cá ở Áo đã thu được 65.000 euro, tức là tương đương với khoảng 862.000 đô la Mỹ chỉ với 1 kg trứng cá tầm trắng muối. Nước Áo, một quốc gia nhỏ thuộc dãy Alps nổi tiếng với món cốt lê bê rán hơn là những món ăn đặc sản với giá cắt cổ, đặc biệt là khi so sánh món cá tầm muối với Nga hay Iran. Nhưng trứng cá tầm trắng muối do gia đình Grubel sinh sống ở làng Grodedic gần Sandburg sản xuất có thể bán với giá 65.000 euro. Gia đình Grubel sống dựa vào nghề nuôi cá khoảng 3 thập kỷ qua và họ đã quyết định chuyển sang sản xuất trứng cá muối cách đây vài năm. Giờ đây khi không khí Giáng sinh đang gõ cửa từng căn nhà trên thế giới, việc kinh doanh trứng cá muối của họ càng trở nên bận rộn. Đặc biệt hơn nữa là cơn sốt trứng cá tầm trắng muối lại càng lên cao. Trứng cá tầm trắng muối đắt hơn là bởi một con cá tầm trắng chỉ đẻ được khoảng 250 gram trứng khi nó ở độ tuổi trưởng thành là 12 tuổi. Thông thường 1 kg trứng cá tầm trắng muối bán với giá là 14.000 đô la Mỹ, nhưng mùa Giáng sinh năm nay nó đã lập kỷ lục lên tới 862.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, mỗi một mùa, gia đình Grubel chỉ có thể cung cấp cho thị trường thế giới từ 10 đến 20 kg trứng cá tầm trắng muối và theo họ con số này là quá ít ỏi. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay không khí đón Giáng sinh đang rất rộn ràng và tưng bừng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Trong những ngày này, các sân bay tại Mỹ và Canada luôn đông nghẹt người. Số lượng người về quê đón Giáng sinh và năm mới tại hai quốc gia này đã tăng cao trong năm nay. Theo hãng tin Reuters, trong những ngày qua, các sân bay tại Mỹ và Canada luôn trong tình trạng quá tải. Người dân phải xếp hàng dài để làm thủ tục. Riêng tại sân bay Toronto của Canada, mỗi ngày hàng nghìn lượt chuyến bay cất và hạ cánh. Dù lượng khách tại sân bay này luôn đông, nhưng theo cảnh sát sân bay, chưa có một sự cố hay các vụ chen lấn nào xảy ra. Ngoài ra, tại sân bay Toronto, các ông già Noel còn đi xung quanh sân bay để phát quà và hỏi thăm các em nhỏ. Trong khi đó, tại sân bay ở thủ đô Washington DC của Mỹ, mỗi ngày lượng chuyến bay cất và hạ cánh cũng lên tới hàng nghìn lượt. Tuy nhiên, thời tiết xấu với lượng tuyết rơi và sương mù dày đặc tại Mỹ cũng đang là nguyên nhân chính gây ảnh hưởng đến các chuyến bay. Theo ước tính của cơ quan hàng không Mỹ, hiện nay đã có hơn 1.000 chuyến bay bị hủy bỏ vì thời tiết xấu. Một vài người dân Mỹ và Canada cho biết, sở dĩ năm nay số lượng người về quê đón Giáng sinh và năm mới tại hai quốc gia này tăng cao vì các hãng hàng không đã có nhiều chế độ ưu đãi và khuyến mại với mức giá tương đối thấp.
Trong khi đó, đại diện một hãng hàng không cho biết, việc giảm giá máy bay trong năm nay là do nhu cầu đi lại của người dân cao và kích thích sự phát triển của ngành hàng không trong bối cảnh kinh tế Mỹ và Canada còn gặp nhiều khó khăn và khủng hoảng. Không khí Giáng sinh vui vẻ cũng được ghi nhận tại đảo quốc Cuba. Hiện tại thì các con phố ở thủ đô La Habana đã tràn ngập những ánh đèn đầy màu sắc và những cây thông Noel rực rỡ. Theo những người dân Cuba thì đây là Giáng sinh được trang hoàng đẹp nhất kể từ năm 1997. Do những điều kiện khó khăn về mặt kinh tế, từ năm 1997 đến nay, không khí đón Giáng sinh mới trở lại quốc đảo Cuba. Sau nhiều năm, Maite Alvarez, một người dân sống ở Cuba, mới trang trí lại cửa hàng Le Garage của mình để chào đón Giáng sinh. Vài năm trước, việc kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn nên tôi không trang trí gì. Năm nay có vẻ như việc buôn bán thuận lợi hơn nên tôi quyết định chi tiền để trang trí cho cửa hàng. Không khí đón Giáng sinh cũng đến với anh Henry Leon sau nhiều năm. Năm nay anh cũng quyết định mua một cây thông Noel về trang trí trong nhà. Phải rất lâu rồi tôi mới mua một cây thông Noel, tôi nghĩ con tôi sẽ rất thích. Theo một người dân khác, sở dĩ nhiều cửa hàng và ngôi nhà ở Cuba không trang hoàng lộng lẫy trong các dịp Giáng sinh vì kinh tế khó khăn và các đồ trang trí rất đắt đỏ. Có rất nhiều đồ trang trí đắt đỏ mà những người nghèo không thể mua được. Năm nay giá của những mặt hàng này đã giảm nhiều. Năm nay, các nhà thờ tại Cuba luôn đông người và được trang trí khá đẹp. Người dân đến đây để cầu nguyện và thưởng thức không khí Giáng sinh. Bất chấp sự cấm vận ngày càng khắt khe từ phía Israel và Mỹ, các cặp đôi người Palestine vẫn háo hức tổ chức một đám cưới tập thể rất hoành tráng. Theo những nhân vật liên quan tới đám cưới nói trên, thì sự kiện này là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, hòa hợp của những người mang quốc tịch Palestine. Tổng cộng có 436 cô dâu và chú rể cũng tham gia sự kiện đáng nhớ này tại một sân vận động của địa phương. Đám cưới tập thể lớn nhất dải Gaza diễn ra theo đúng nghi lễ truyền thống của người Palestine, từ trang phục cho tới các nghi thức tôn giáo. Với 218 cặp đôi nói trên cùng với người thân của họ, thì hôn lễ khổng lồ này được tổ chức nhằm tăng cường sự đoàn kết giữa các dân tộc mang quốc tịch Palestine trên dải Gaza. Chúng tôi đang tìm kiến sự đoàn kết mang tổ chức quốc gia. Những cô dâu và chú rể trong đám cưới này đại diện cho rất nhiều tôn giáo và quan điểm chính trị. Họ có sức ăn khác nhau và ủng hộ các đảng phái khác nhau. Thông thường người Palestine thường tổ chức sự kiện trọng đại nhất đời người trong khách sạn hoặc tại các hội trường lớn. Do đó đây là lần đầu tiên một đám cưới được tổ chức tại sân vận động, một nơi không lấy gì làm trang trọng. Tuy nhiên chính sự gần gũi của nó lại khiến khích sự đám cưới của những người xung quanh rất phấn khích. Đây là một ngày trọng đại, chúng tôi không thể lộ tả được cảm xúc của mình. Tôi cảm ơn những người đã góp phần tổ chức sự kiện này. Theo dự kiến, để phá kỷ lục đám cưới tập thể của thế giới, người Palestine sẽ tổ chức một đám cưới hoành tráng với sự tham gia của khoảng 1.000 cặp đôi trong mùa cưới sang năm. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Cuộc Sống 24 giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.